Vâng, theo đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh của T Audio. Lại một clip ngắn giới thiệu đến quý vị anh chị em những sản phẩm về với trung tâm của T Audio. Những cặp loa nhỏ nhắn, xinh xắn, tí hon nhưng lại đòi cực cao. Được thiết kế cho chúng ta một bát 30 nhưng từ 220 côn 100 và một chiếc chép kết hợp là côn 76. Với những dòng chép của dòng sản phẩm này được thiết kế với cái mã của đời chép là 2432H quý vị anh chị em nhé. 2432H côn 76. Và lên những cái đời 2432H thì lời của nó cực kỳ là hay rồi, cực kỳ là chi tiết rồi. Những quý vị anh chị nào chúng ta có một căn phòng nhỏ, chúng ta không cần một cặp loa to, chúng ta thích một cặp loa nho nhỏ xinh xắn để kê vào một góc nhà thì cần thêm một quả trầm nữa. Với cặp này chắc chắn sẽ có một chất âm cực kỳ hay để quý vị anh chị chúng ta thưởng thức với những cái mã đời này. Đây, toàn cảnh. Đây chính là mã STX 812M quý vị anh chị em nhé. STX 812M. Đấy. Được thiết kế với cấu trúc rất là xinh xắn. Ở bên dưới có trang bị cho chúng ta một cái lỗ để cắm cây. Đấy, nếu chúng ta chơi súp thì chúng ta có một cái cây chúng ta cắm lên súp, xong chúng ta cắm cái này lên. Còn những quý vị nào mà không chơi súp và chúng ta cũng thích nó gọn gọn thì chúng ta mua một cái cây cây xịn hoặc là cây hàng lâu hàng bình thường tùy tí theo quý vị anh chị em, hoặc là cũng có những quý vị có những cái chân gỗ thì những cặp này bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà lời nó rất là tốt, rất là khỏe, chi tiết và hay. Tuy bé vậy thôi nhưng được trang bị cái bát 30 và từ 220 có 100 nên cái tiếng bát ra rất là dày. Lời của tiếng chép là côn 76 nên rất khỏe. Đấy. Về tình trạng và độ đẹp thì như thế này thì quý vị anh chị thấy rằng một trong những thiết kế rất nhỏ bé gọi là tí tẹo tèo teo mà xinh xắn nhưng mà cái chất âm đưa ra rất là hay cho chúng ta để phục vụ. Không phải quý vị nào cũng có muốn chơi cái loa to là được. Cũng có những quý vị muốn chơi cái loa to nhưng vì cái điều kiện cái căn phòng, những quý vị ở mặt phố, cái căn phòng cái nhà nó đất rộng hẹp và chiều ngang, chúng ta để một cái hành lang đi ra phía sau rồi thì nó lại còn nhỏ quá. Kê cái loa to thì nó kích mất lối. Đấy. Không đi được. Nên là chúng ta cần phải cái loa bé thì đây là một trong những cái mẫu mã để quý vị anh chị em chúng ta có thể lựa chọn. Rất là đẹp. Đấy. Quay hết cái video để quý vị chúng ta xem chi tiết đầu đến cuối cái video này theo đô báo với giá tham khảo để quý vị anh chị em chúng ta có thể cân nhắc mức tài chính trước khi chúng ta quyết định xuống tiền để sở hữu những cặp STX 812M này lên đến đầu 8 rồi. Trang bị của dòng sản phẩm này đây là một cái chạm ở đây quý vị anh chị em nhé. Đấy. Một giác điều chỉnh, một công tắc đảo chiều âm thanh, mã đời đây STX series 800 đấy, 812M, STX 812M đây, cho cái video lên nét lại để quý vị anh chị em chúng ta xem rõ hơn đấy, STX 812M. Và tiếp tục sang đây là cái thứ hai, được trang bị cho chúng ta một lớp sơn cát ở bên ngoài quý vị anh chị em nhé, màu đen đây đấy, một lớp sơn cát ở bên ngoài để phục vụ quý vị anh chị những cái căn phòng nhỏ thì một trong những cặp loa này cực kỳ, chúng ta chỉ cần thêm một quả súp bát 50 nữa là một cấu hình mở to cũng bao nhiêu cũng ok, cũng đầy đủ sức mạnh để chúng ta có thể chơi nhạc DJ, nhà nghe nhạc rồi hát karaoke rồi những cái thể loại nhạc sống rồi những nghe những cái bản nhạc chi tiết đấy. Chúng ta thấy chưa? Rất là đẹp. Một cái chạm đây, cái chạm này chúng ta có thể luồn vào đây. Đấy là cũng là một cái tay sách luôn. Rất là nhẹ nhõm, yếu yếu như tỷ audio sách hai tay hai cái. Đấy. Vì sao là nói cái dòng này nó hay? Vì nó được trang bị cái bát của đời 4 số. Là bát 2206HPL đời tem đen đấy ạ. Đấy. Bát 30 nhưng từ 220 có 100 nên nó ra tiếng nó dày. Tại sao nói là lời nó tốt? Vì nó được trang bị một cái côn neo đời cao cấp, đó là 2432H và côn 76. Côn của chết là 76 cho nên là nó chi tiết của nó dày. Rất là đẹp. Đây chúng ta thấy có cái hạt bụi đây. Mặt trước đây quý vị anh chị đây. Đấy. Họ trang bị một cái tấm lưới mặt trước cho chúng ta. Ở bên trong có một cái lớp mút vải. Mút vải người ta dán ở đây. Để tránh bụi, chống bụi đấy ạ. Nó càng có cái chống bụi là bao nhiêu thì chúng ta càng giữ được cái cấu hình loa nó càng đẹp lâu ấy nhiều ở bên trong. Tuy nhiên hãng sản xuất vậy thôi nhưng mà cũng có những quý vị không thích cái này về, nhiều quý vị còn lột ra ấy mà. Tùy theo sở thích. Ví dụ như mấy cái cặp loa kia có mấy cái mã đời kia nó có các cái
cái mút vậy về có những bác thích là mở ra để nó khoe cái loa bát cho nó đẹp. Thì cái này cũng không kém phần long trọng, bác nào không thích thì về chúng ta có thể mở nó ra. Đấy, chúng ta có thể mở ra để khoe cái loa bát, tức là chúng ta lấy cái lớp mút ra để chúng ta khoe cái loa bát cho nó đẹp. Cháu hồi nhìn chúng là tức là nhìn nó bé, nhưng mà khi mở cái dưới cái tấm mút ra chúng ta nhìn thấy cái loa bát và cái loa chép trong, chúng ta nhìn thấy cái cấu hình nó đẹp, nó khoe loa, nó khoe dáng nó đẹp. Đó là thì audio nói thế thôi, nói theo cái sở thích của từng bác thôi. Đấy. Vì có nhiều bác cái tâm bác mua bác tâm sự về bác lột hết ra mà. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Một trong những cái cặp loa được thiết kế nhất là nhỏ bé và tuy nó nhỏ bé vậy thôi nhưng mà giá của nó cũng không hề là rẻ đâu các bác nhá. Nó lên đầu tán rồi mà không hề là rẻ, và những cặp loa đẹp như này và chuẩn chỉnh, zin xịn 100%, bao zin bao xịn cho các bác 100% cho những cái cặp loa như thế này. Và tình trạng đẹp và bên ngoại thất là nó như thế này các vị anh chị em nhá. Đấy. Và chúng ta quan tâm những sản phẩm này thì chúng ta hãy kết nối cái số điện thoại hoặc Zalo đây của TL Deal đây. Đấy. Để TL Deal cung cấp thêm hình ảnh về cái nội thất, về cái chi tiết ở bên trong để quý vị anh chị em chúng ta có thể xem kỹ hơn. Đấy, về cái độ đẹp và cái chi tiết bên trong để chúng ta tin tưởng hơn về những cái sản phẩm ở bên trung tâm của TL Deal. Những sản phẩm này TL Deal bao zin 100% từ bát cho đến chép. Đấy. Và giá thành của sản phẩm này thì dao động từ 33, em xin lỗi là từ 43 triệu đấy đến 44 triệu quý vị anh chị em nhé. Còn giá chính xác là bao nhiêu thì quý vị nào thật sự đấy, thật sự quan tâm và thật sự thiện chí những dòng sản phẩm này thì quý vị anh chị em cứ điện thoại cho TL Deal nhé. Còn giá đây TL Deal báo cái giá tham khảo để quý vị anh chị em chúng ta có thể cân nhắc cái mức tài chính chúng ta cần phải chuẩn bị, cái số tiền từ tầm tiền có tầm tiền chi phí cho cặp loa khoảng tầm đấy thì chúng ta nắm bắt được để chúng ta có thể sở hữu những cặp như này. Giá dao động từ 43 triệu đến 44 triệu quý vị anh chị em nhé. Và bây giờ thì TL Deal xin dừng clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip sau. Những quý vị anh chị nào mà chưa nhấn nút đăng ký kênh của TL Deal, chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh nhé để theo dõi. Và bây giờ thì TL Deal xin dừng clip tại đây.